chú ý nhé. Người đàn ông này bị trói trên ghế phẫu thuật một cách không tình nguyện. Đeo thiết bị mở miệng ra, người đàn ông áo trắng cầm dao phẫu thuật lên rạch vào họng anh ta. Xung quanh đó có rất nhiều người mặc áo choàng màu xanh thẫm. Sau đó người đàn ông mặc áo trắng dùng điện đánh thức một ông lão. Ngay sau đó, làn khói đen phun ra từ những người đàn ông mặc áo xanh thẫm mà ông lão vừa được đánh thức trèo lên người đàn ông kia. Biểu cảm khuôn mặt thể hiện sự khao khát đến cực điểm. Sau đó một đôi tay đen đúa đột nhiên xuất hiện, miệng ông lão cũng phun ra làn khói đen xâm nhập vào trong miệng người đàn ông kia. Ông lão này rốt cuộc là người, là quỷ hay thánh thần? Nhóm người mặc áo choàng xanh thẫm kia là ai? Cơ thể người đàn ông kia đang ẩn chứa bí mật gì? Đây là bộ phim huyền nhuyễn khủng bố nhất năm 2022 tên là Đặc Quyền. Bộ phim có đầy đủ các yếu tố giật gân, kinh dị, siêu nhiên. Đảm bảo bạn sẽ hài lòng khi xem xong. Bộ phim bắt đầu, một cậu bé đang mải mê chơi game quên trời đất. Bố mẹ dặn dò chị cả Anna chăm sóc cho em trai mình, sau đó liền đưa cô chị Haisley đi ra ngoài. Lúc này ở bên ngoài ngôi nhà xuất hiện bóng người màu đen hết sức kỳ lạ. Ngôi nhà đột nhiên bị mất điện. Finn gọi tên Anna, nhưng không có ai phản ứng. Bên ngoài ngôi nhà gió nổi lên, hệ thống bảo vệ ngôi nhà xuất hiện điều dị thường. Từ camera có thể nhìn thấy cánh cửa cổng tự động mở ra. Sau đó Finn nghe thấy tiếng đánh nhau truyền đến từ trên tầng. Cậu chậm chậm đi lên, đột nhiên Anna mở cửa ra, dọa Finn sợ hãi. Miệng cô trào ra máu tươi, trên tay còn cầm một con dao nhỏ. Sau đó Anna dẫn theo Finn chạy ra ngoài, dường như cái bóng màu đen kia đang chậm chậm đuổi theo. Hai chị em lập tức lái xe bỏ chạy. Lúc họ lái xe đến con đập lớn, chiếc xe lại đột nhiên dừng lại. Anna kéo em trai ra khỏi xe, còn mình thì trèo ra ngoài lan can, còn ép em trai trèo ra ngoài cùng mình. Finn rất sợ hãi, nhưng vẫn trèo ra ngoài cùng chị. Đột nhiên, rồi Anna nhảy xuống. Cô nắm bắt cá chân của Finn, yêu cầu em trai cùng nhảy xuống. Lúc này Finn mới ý thức được chị gái muốn đưa mình cùng nhau tự sát. Trong lúc hoảng loạn, cậu đã đạp chị gái ngã xuống. Nhìn thấy cơ thể đang rơi tự do của chị gái, Finn sợ ngây người. Sau đó đội cứu hộ tới nơi, bố mẹ cũng đến hiện trường. Sau đó thi thể của Anna cũng được đưa lên, toàn bộ phần miệng bị rách nát, giống như có thứ gì đó chui ra từ miệng cô. Nhân viên cứu hộ nhận định rằng Anna đã tự tử, nhưng Finn lại nói bởi vì có một bóng ma luôn đuổi theo bọn họ, là nó đã hại chết chị gái. Bố cậu cho rằng con trai bị hoảng sợ quá độ nên vội vàng an ủi Finn. Chớp mắt mười mấy năm qua đi, nỗi ám ảnh ngày bé như cơn ác mộng luôn bám theo cậu. Cậu cho rằng bóng ma năm đó mình nhìn thấy có thật, nhưng bác sĩ lại cho rằng bởi vì sự kiện đó khiến cho tâm lý cậu chịu sự tổn thương nặng nề, vì vậy luôn cho cậu uống thuốc điều trị bệnh tâm lý. Mỗi ngày cậu đều cùng chị gái Sophie đến trường học. Sophie có một anh bạn trai tên là Linder. Mối quan hệ giữa Sophie và anh ta vô cùng khăng khít. Còn Finn cũng yêu thầm hoa khôi Samira, nhưng mãi vẫn không dám mở miệng thổ lộ tình cảm với cô. Sức hút của cô gái này khiến Finn chết mê chết mệt. Bạn học Anthony mời họ tham gia bữa tiệc tối, họ vui vẻ đồng ý. Hôm nay có tiết sinh học, Finn không hứng thú với môn này lắm nên mở vở ra vẽ linh tinh cho đỡ chán. Đúng vào lúc này giáo viên giới thiệu một loại ký sinh trùng thu hút sự chú ý của cậu. Lúc này Lena mượn điện thoại của cậu, lén lút gửi tin nhắn mời hoa khôi Finn yêu thầm đến tham gia bữa tiệc tối. Thấy Samira vui vẻ nhận lời, mặt Finn lộ ra vẻ vui mừng khó giấu. Đến buổi tối, Finn giấu bố mẹ đạp xe đến chỗ hẹn. Lúc này Sophie đã sớm say quắc cần câu rồi, đang cùng Linder ở căn phòng không người làm chút chuyện gì đó. Sau đó lại uống một viên thuốc, rồi tiếp tục cuộc vui đêm nay. Còn Finn ở bên này, nhìn thấy Samira xinh đẹp động lòng người, nhưng cậu nhút nhát chỉ dám đứng ngắm từ đằng xa. Anthony đưa cho cậu một bình đựng chất lỏng, Finn ngửi thử rồi uống luôn. Không lâu sau cơn ác mộng đột nhiên xuất hiện trong đầu cậu, cảnh tượng trước mặt không ngừng biến hóa. Sau đó một loạt chuyện kỳ lạ cũng bắt đầu từ đây. Đêm muộn cậu đang ngủ say bỗng bị tiếng động trên tầng đánh thức. Finn đi lên kiểm tra, lúc đứng ngoài cửa kinh ngạc phát hiện bố mẹ và một nhóm người đang ở trong phòng khách. Cô chị gái Sophie đang ngồi ngơ ngác ở giữa. Mẹ cậu cởi quần áo trên người Sophie, bà lão kia bước lên phía trước giờ mó cơ thể cô, miệng không ngừng nói điều gì đó. Finn không muốn chị mình bị làm hại, vì vậy cậu đã cầm dìu chậm chậm đi đến trước cửa sổ. Lúc này Sophie chậm chậm quay đầu lại nhìn, đột nhiên lúc Finn tỉnh dậy thì cậu đã nằm trên ghế rồi. Bố mẹ nói cậu mộng du nên bị ngã. Finn hỏi ban nãy trong nhà không phải có một bà lão sao, nhưng bố mẹ cậu lại nói không có ai tới cả. Sophie cũng cảm thấy Finn bị mộng du, mọi người đều cho rằng cậu xuất hiện ảo giác. Đến khi trời sáng, Finn lại nghe thấy âm thanh kỳ lạ phát ra từ phòng Sophie. Cậu đến phòng Sophie, phát hiện không có ai. Một giây sau, cậu vội vàng chạy đến kéo cửa kính thủy tinh, kết quả lại gây hiểu nhầm. Sau đó cậu kể mọi chuyện đã xảy ra cho Lena nghe. Finn tin rằng những chuyện mà mình nhìn thấy không phải là ảo giác. Cậu có dự cảm không tốt lành, bởi vì chị cả Anna cũng xảy ra chuyện vào năm 18 tuổi, mà Sophie và mình năm này cũng trùng hợp vừa đủ 18. Cùng lúc này Sophie và bạn trai cãi nhau một trận rồi chia tay. Finn cũng cảm nhận được điều gì đó. Trong tiết thể dục, đột nhiên có vài giọt máu rơi xuống mặt Lena, thì ra là máu mũi của Sophie. Sau đó cô liền rơi xuống. Sau khi đến bệnh viện, Sophie trở về nhà tĩnh dưỡng. Finn đột nhiên phát hiện Sophie giơ tay ra, cốc trà trên bàn tự động di chuyển về phía bàn tay. Nhìn thấy cảnh này khiến cậu ngơ người, không ngờ chị mình lại có khả năng đặc biệt như vậy. Lúc này Linder đến thăm Sophie,
nhưng Sophie không muốn gặp anh. Vì vậy mẹ của Finn đã tìm một lý do để đuổi Linder đi. Đến tối, Linder gửi tin nhắn cho Finn, nói Finn và Sophie đang gặp nguy hiểm, bảo Finn đến trạm đổ xăng gặp anh nói chuyện. Finn lập tức đứng dậy lấy xe đạp đi đến điểm hẹn. Linder đã đến trạm xăng từ trước. Anh lấy viên thuốc mà Sophie uống ở buổi tiệc hôm đó đặt lên bàn. Lúc này bà lão kia tới, bà ta đột nhiên nháy mắt với Linder một cách khó hiểu. Linder hoang mang, sau đó đi vào phòng rửa xe. Linder đột nhiên nghe thấy có người gọi mình. Anh đi theo hướng âm thanh. Sau khi đi vào thì phát hiện bà lão ban nãy đang nằm trên sàn. Ben đi đến bên cạnh bà ta. Đột nhiên, Finn cũng kịp thời đến trạm xăng, không nhìn thấy ai, liền gọi điện cho Linder. Tiếng chuông điện thoại vang lên từ phòng rửa xe. Cậu đi đến kiểm tra thì nhìn thấy vết máu trên kính thủy tinh. Finn cảm thấy có chuyện không lành. Quả nhiên lúc cậu đi vào phòng rửa xe thì nhìn thấy thi thể đầy máu của Linder đang nằm trên nóc xe, mà sau lưng Finn cũng xuất hiện một con quái vật. Finn sợ hãi quay người bỏ chạy. Cảnh sát tới hiện trường thì nhận định là tự sát. Finn cảm thấy không thể nào như vậy, cậu muốn chứng minh nên đã lấy điện thoại ra, nhưng nhật ký trò chuyện lại bị xóa. Cảnh sát càng không tin con quái vật trong lời kể của cậu, cho rằng Linder sinh ra ảo giác nên mới dẫn đến chuyện này. Hơn nữa thông qua kiểm tra camera giám sát, chỉ có Linder, người phụ nữ đó và Finn đi vào trong tiệm. Finn không còn lời nào để nói, sau đó được bố mẹ đến đưa về nhà. Đêm đó, Finn nhìn viên nang mà Linder để lại trên bàn, đã phát hiện ra điều kinh hoàng. Bên trong viên nang dường như có thứ gì đó. Đây có lẽ là chuyện mà Linder muốn nói với cậu. Ngày hôm sau cậu mang thứ này đến trường nhờ giáo viên. Giáo viên bảo cậu đây là một loại nấm, hơn nữa nó chỉ có thể phát triển trong thi thể người. Cô đã giới thiệu cho Finn một người tên Elika chuyên nghiên cứu về loại nấm đặc biệt này, nói nếu có hứng thú có thể đến tìm cô ấy. Sau đó hai người tra trên mạng một hồi, phát hiện loại nấm này sẽ khiến con người sinh ra ảo giác, thậm chí có thể xuyên không. Hơn nữa bởi vì bây giờ thi thể người đều xử lý bằng cách hỏa thiêu, vì vậy loài nấm này bây giờ đã bị tuyệt chủng. Lúc này Samira đi qua hẹn Finn tối nay cùng nhau đi ôn tập môn sinh học, lại phát hiện hai người đang nghiên cứu loại thuốc này. Samira liền nói mẹ mình cũng bảo cô uống loại thuốc này. Finn vội vàng khuyên cô ngừng uống. Sau đó Finn và Lena lái xe đi tìm Elika. Sau khi Finn thu thập được thông tin, cậu đã gọi cho Elika. Finn lấy loại nấm này ra. Sau khi Elika nhìn thấy thì trở nên bồn chồn lạ thường, nói đây là thứ bị quỷ ám. Sau đó đưa tay ra cầm chặt hai tay Finn. Sau đó hai người bốn mắt nhìn nhau, phát ra âm thanh kỳ lạ. Finn há to miệng bắt đầu nôn ẹ. Lena vội vàng đưa khăn tay cho cậu. Finn nôn ra một số thứ màu vàng. Sau đó nói chị hai mình cũng xuất hiện tình trạng tương tự. Elika không nói gì liền chuẩn bị đi tìm Sophie. Finn nghe vậy cũng đứng dậy đi. Cậu không tin vào chuyện ma quỷ này. Sau đó cậu đến bệnh viện thăm ông nội vừa phẫu thuật. Ông nội đã từng là mục sư. Cậu hỏi ông hồi trẻ có bao giờ gặp quỷ không. Ông nội nói mình đã từng giúp một chàng trai đuổi quỷ ám ra khỏi cơ thể. Chuyện này khiến Finn tiếp thu được kiến thức mới về ma quỷ, cũng bắt đầu tin lời Elika nói. Cậu đứng chờ ở bên ngoài phòng phẫu thuật, đột nhiên đèn sáng lóe lên rồi tắt ngóm. Cửa phòng phẫu thuật đột nhiên mở ra. Finn đi vào trong thì thấy làn khói đen bốc ra từ phần bụng đang bị giật của ông nội. Các bác sĩ đứng xung quanh lại như không thấy gì. Finn phẫn nộ đấm vỡ cửa kính thủy tinh. Bóng ma đó lại xuất hiện lần nữa. Đúng vào lúc này tất cả mọi chuyện lại khôi phục như cũ. Thì ra là ảo giác. Cậu cầm danh thiếp của Elika, quyết định sẽ để Elika thử một lần, sau đó vội vàng đạp xe về nhà. Nhưng lúc này Samira và Lena đã hẹn ôn tập từ trước cũng đã đến nhà cậu. Elika lúc này cũng tới nơi, vừa bước vào đã phát hiện phòng khách có điểm kỳ lạ. Trước tiên trong nhà đâu đâu cũng đặt cỏ trừ tà. Lúc đi gặp Sophie, người đàn ông ở trên tầng phụ trách thử các thiết bị, nghi thức trừ tà chính thức bắt đầu. Elika nói với mọi người, lúc quái vật xuất hiện ngàn vạn lần không được nói chuyện và không được nhìn nó. Sau đó dẫn mọi người ngồi quay lại cùng nhau, nghi lễ trừ tà lập tức bắt đầu. Elika uống viên nang của Finn, sau đó quàng khăn. Mọi người nắm chặt tay nhau, dưới ánh đèn nhấp nháy, Elika bắt đầu triệu hồi quái vật. Quái vật đã đáp lại thông qua máy đo tần số. Máy đo tần số đột nhiên phát nổ. Đúng vào lúc này, quái vật đột nhiên tóm lấy Elika. Lúc này đèn sáng, bố mẹ Finn quay trở về. Nghi lễ trừ tà cũng bị gián đoạn, nhưng Elika vẫn muốn tiếp tục hoàn thành nghi lễ. Nhưng bố mẹ cậu bé lại không đồng ý. Elika thu dọn đồ đạc vội vàng rời đi luôn. Samira và Lena cũng định đi, nhưng Finn mặc sự ngăn cản của bố mẹ đã đuổi theo và đi cùng hai người đẹp. Mà lúc này Sophie cũng ngã ở cầu thang, toàn thân co giật. Lúc người mẹ lấy được cỏ trừ tà từ gối của Sophie thì đột nhiên yên lặng. Ngày hôm sau, Finn phát hiện Anthony cũng xuất hiện điều lạ thường. Đầu tiên là nôn ra dị vật màu vàng, sau đó trèo lên sân thượng, dùng dao tự rạch miệng. Cảnh tượng Anthony lúc này giống hệt cảnh chị gái trước lúc chết. Hộp thuốc của Anthony thu hút sự chú ý của Lena. Đây chính là thuốc mà Finn và Sophie uống gần đây. Sau đó ba người chia thành hai nhóm. Finn và Samira đưa Anthony đến bệnh viện, còn Lena phụ trách điều tra manh mối chuyện này. Trước tiên tra ra được công ty điều chế thuốc hôm nay có buổi ra mắt sản phẩm mới. Vì vậy Lena ăn mặc lịch thiệp rồi đến buổi tuyên bố, tiện tay thu thập một số bằng chứng, sau đó lén lút trà trộn vào bên trong. Lúc này MC đang giới thiệu tác dụng của viên thuốc, mà Lena cũng nhìn thấy bố của Finn. Ông ta chính là chủ công ty này.
Lena đi ra khỏi hội trường, quyết định đột nhập vào nhà kho điều tra, đi theo nhân viên đến một đại sảnh lớn, bên trong toàn là thi thể, trên cơ thể mọc đầy loại nấm kỳ bí kia, một trong số đó còn có Elika, đã biến thành nguồn dinh dưỡng nuôi nấm, bọn họ dùng thi thể làm vật tổ nuôi dưỡng loại nấm này. Lúc này có hai nhân viên bước tới, Lena vội vàng trốn đi, nhân lúc bọn họ đang thu hoạch, Lena co giò bỏ chạy. Ở trong viện, Anthony trước khi được cấp cứu đã bảo Finn nhất định phải đọc tư liệu trong ba lô. Trong ba lô của cậu ta có tổng cộng 3 tài liệu nhận nuôi, lần lượt là Anthony, Lena và ba chị em Finn, họ đều được nhận nuôi. Sau đó bố của Anthony tuyệt vọng chạy đến bệnh viện, lúc ông ta nhìn thấy văn kiện nhận nuôi trên tay Finn, đã nói ra một bí mật động trời. Thì ra ông nội Finn mới là người sáng lập ra công ty dược phẩm, cũng là tác giả của tất cả chuyện này. Không chỉ có chị em cậu được nhận nuôi, đến bố Finn là người được nhận nuôi, cậu quyết định sẽ đến phòng ông nội để hỏi cho ra nhẽ. Ai ngờ vừa mới đến phòng bệnh thì tình trạng của ông nội xấu đi không có cách nào cứu vãn. Finn còn chưa kịp đau buồn thì đã bị bác sĩ đánh ngất. Lúc Finn tỉnh lại thì đã bị trói trên ghế phẫu thuật rồi. Samira cũng bị trói ở bên cạnh. Sau đó Finn bị đẩy vào một căn mật thất. Tất cả những người bên trong vỗ tay hoan nghênh và người muốn lấy cơ thể của Finn chính là ông nội. Finn cực kỳ hoảng sợ nhưng lại không có cách nào. Sau đó ông nội tỉnh lại, công tác chuẩn bị đã xong, tất cả mọi người vào vị trí, nghi thức hoán đổi chính thức bắt đầu. May mà Lena tới kịp thời, đổ xăng vào đám người kia, đánh ngất ông nội. Lena cứu được Finn, xông qua đám cháy chạy ra ngoài. Nhưng chưa chạy được mấy bước, Lena đã bị một sức mạnh vô hình nhấc bổng lên không trung, sau đó ném xuống đất. Finn dìu Lena chạy ra ngoài. Hai người cuối cùng đã chạy thoát khỏi mật thất. Finn lại mở van khí gas tự nhiên, sinh ra sóng xung kích khiến hai người ngã xuống. Hai người chỉ đành cố gắng đi về phía trước. Lúc này Samira lái xe xuất hiện, Finn dìu Lena lên xe. Sophie đột nhiên xuất hiện ở phía trước, Finn quyết đoán tông thẳng vào Sophie, lại một lần nữa lái đến con đập đó. Ai ngờ chiếc xe đột nhiên mất kiểm soát, sau đó linh thể của loài nấm kia xuất hiện, chiếc xe mất khống chế đâm vào lan can, chính là chỗ mà năm đó Anna đã ngã xuống. May mà ba người vẫn thoát ra được, nhưng tấm biển quảng cáo phía trước xuất hiện hình ảnh viên thuốc. Đúng vào lúc này, bộ phim cũng dừng ở đây. Bộ phim đưa chúng ta đến một vùng đất bí ẩn không có cách nào giải thích được. Hẹn gặp lại các bạn trong tập sau.